Từ từ bao giờ? Ôi dồi, từ đêm hôm qua. Đồ đâm cả làng đấy mà bác cả làng biết, bác trưởng thôn mà không biết là sao. Ôi dồi ôi. Khổ thân. Tôi khuyên bảo mãi nó không chịu nghe. Tiếc quá rồi, nó dại lắm. Là bây giờ tiện đây bác hiệp ơi. Bác đi cùng bọn em cho đông đàn giải lũ. Ừ, bác gì mà cái đuôi nó dài. Bây giờ tôi biết tôi đã chuẩn bị được cái gì đâu. Bác không phải chuẩn bị gì cả, em chuẩn bị rất chu đáo rồi. Em có 5 cái phong bì nhá. Em đã đưa cho thằng Quang một, còn 4 cái. Đây này, em nhường cho bác một cái luôn. Thế mình đi. Nhưng mà này, tôi làm điếu văn cho nó lịch sự. À, điếu văn đây bọn em làm rồi. Bác kiểm tra làm rồi. Cho bác duyệt đi. Xong vào đấy không cho thằng Quang đọc nữa để bác làm luôn. Để khăn này bình sẵn cho bác đàng hoàng rồi để các cậu đọc. Rồi đi. Lễ viếng tiếp theo ban tổ chức lễ tang trân trọng giới thiệu và kính mời lễ viếng của đoàn đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc phường Quang Vinh về đặt lễ nghi thất tuần hương. Xin trân trọng kính mời đoàn về làm lễ dâng hương. Trước khi đọc điếu văn hình như là nó có một cái đoàn nhạc sống nhạc không nhạc, gọi là bát âm. Bát âm có nghĩa là té tò có nghĩa là trông như gà nhưng mà lại là nam. Nhớ khi xưa anh công vượng không dối trên đừa dưới sản xuất ra bao nhiêu chuyện không hay ho vậy mà hút cái này. Tôi đã bảo ông rồi, anh em mình xả cái này ra là để cho cả làng phải rớt nước mắt ra. Đúng rồi. Bây giờ ông lại chỉ cứ quỵt một cái. Không, nó ngã thì cái này nó phải nhẹ nhàng một cái. À, ngã cũng phải nhẹ nhàng không? Anh công vượng ngã huỵt nhẹ nhàng một cái. Rồi nhắm mắt xuôi tay về nơi chín suối. Bỏ lại sau lưng bao nhiêu nuối. Nuối tiếc. Ôi công vượng ơi. Nhớ khi xưa công vượng dối trên lửa dưới tom bòm sản xuất ra bao nhiêu chuyện quay gở oai âm tom bòm vậy mà hụt một cái đã nhắm mắt xuôi tay về nơi chín suối rồi bòm bỏ lại sau lưng miệng tiếng thế gian để lại người tình cho người khác dùng bòm tom để ra đi một mình cho nó nhẹ nhàng thanh thản tom bòm nay giang còi ngậm ngùi quang tèo bùi ngùi hai thằng cùng đi lùi tiến tuyệt chuyện đời gia đình tang quyến. Trân trọng cảm ơn đoàn về thắp tuần hương kính dâng lễ viếng, gửi lời chia buồn cùng tang quyến. Mời của đoàn trở lại bàn trà uống nước để gia đình trân trọng cảm ơn.